Xin chào toàn thể các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi ô tô cũ của Salon Tô Tùng Bách Thái Nguyên. Trong cái video của ngày hôm nay thì em Nam lại tiếp tục lên sóng hai cái sản phẩm. Hôm nay sẽ nói và bàn về hai chiếc xe Trung Quốc các bác. Salon Tô Tùng Bách thì hiện tại là đang có một số cái chiếc xe Trung Quốc. Ví dụ như là ngày hôm nay em đã nhập thêm một chiếc xe Beijing X7 sản xuất 2021 màu trắng. Và sẵn thì là có một chiếc xe MGZS này, một con Zoti Z8 ngoại thất màu đỏ như các bác đã thấy này. Chiếc này là sản xuất 2018 các bác nhé. Odo của nó là trên 6 vạn km này. Còn ở bên cạnh đó, đây em có một cái chiếc xe Baixi Q7 bản tiêu chuẩn sản xuất năm 2019 và đăng ký lần đầu năm 20. Con này thì đã được bác chủ cũ gọi là chịu chơi và rất chịu chi, chuyển luôn qua một cái màu ngoại thất như các bác thấy ở trong hình ảnh này. Thì con xe này có một cái màu xám xi măng rất là thể thao, rất là khỏe khoắn. Đây, nhìn nó rất là mạnh mẽ. Lại nói về xe Trung Quốc, hai cái chiếc xe này hiện tại nó được xếp vào hai con xe đời cao mà cũng rất là đẹp này, chất xe rất là dữ. Bây giờ cả hai chiếc xe này của nhà em, một con này là con 2018 và con này là con 2019. Hai con này thì nó đều ở cái số km, nói chung là tương đương với nhau thôi, khoảng trên 6 vạn km. Xe của Salon Tô Tùng Bách bán ra thì cam kết với các bác là không đâm đụng này, không ngập nước này, động cơ hộp số là nguyên bản của nhà sản xuất. Trên 400 triệu đồng thì bây giờ các bác sẽ mua được những cái chiếc xe như thế nào mà lại được gọi là đầy đủ tiện nghi này, hay là kiểu dáng đẹp như hai cái chiếc xe các bác thấy ở trong hình ảnh. Đây, các bác thấy về kiểu dáng của hai cái em xe này nó như thế nào. Đây, em sẽ đi ra ngoài để cho các bác xem form dáng của hai cái chiếc xe này. Phải nói khẳng định luôn, những cái sản phẩm, những cái chiếc xe ô tô Trung Quốc thì nó mang lại một cái kiểu dáng, nó nhìn nó rất là sang, nó rất là sang trọng và rất là lịch sự. Cả hai chiếc này đều là hai chiếc xe gầm cao. Về cái diện tích và không gian sử dụng của nó rất là rộng rãi. Hai con này nó có một cái điểm chung, mặc dù là hai cái thương hiệu hoàn toàn khác nhau của Trung Quốc, một con là Zoti, một con là Baixi, nhưng đều mang trong mình một cái gọi là cái khối động cơ của Nhật Bản các bạn. Hai con này thì đều được sở hữu cái động cơ của Mitsubishi. Baixi Q7 sử dụng động cơ gọi là động cơ 1.5 tăng áp đấy của Mitsubishi, còn chiếc xe Zoti Z8 sử dụng động cơ 2.0. Như các bác thấy trong hình ảnh này thì mỗi chiếc đẹp một kiểu đúng không? Nhìn ở bên ngoài thì phải khẳng định luôn cái màu sắc của cái chiếc xe này em rất là ưng. Đây, phải nói là cái bác chủ cũ có con mắt thẩm mỹ vô cùng là tinh tế đấy. Và cái chuyển qua cái màu ngoại thất này, nhìn cái chiếc xe nó vô cùng là khỏe khoắn này, nó rất là nổi bật khi lăn bánh ở trên đường. Chiếc này thì chạy được trên 6 vạn km và nó đăng ký lần đầu 20. Bây giờ cái chất xe của nó còn rất là mới. Tuy là xe Trung Quốc nhưng mà phải nói thật với các bác về cái chất lượng hay là cái độ hao mòn và cái sự xuống cấp của hai cái chiếc xe này nó cũng hoàn toàn, nó chưa có, nó chưa thể hiện luôn. Hai chiếc xe này nó đã đi trên 6 vạn và cũng một vài năm sử dụng rồi nhưng mà nó còn rất là mới các bác. Bỏ qua cái định kiến về xe Trung Quốc này, vượt qua cái rào cản về thương hiệu, nếu mà các bác mua một cái chiếc xe trên 400 triệu đồng, nếu các bác sở hữu một trong hai chiếc xe này thì các bác sẽ, nó sẽ mang lại cho các bác những cái gì, thì sau đây em với các bác cùng đi để đánh giá, nhìn nhận này và trải nghiệm cái chiếc hai chiếc xe này thông qua clip. Đấy, bắt đầu thì em sẽ giới thiệu cho các bác đấy là một cái chiếc xe. Nói chung là hai con xe này thì cái con xe Z8 này công nghệ nó sẽ nhiều hơn. Này, nếu mà bình thường mà trên 400 triệu đồng, ví dụ như mức giá tương đồng với hai sản phẩm này, các bác chỉ mua được những cái chiếc xe phổ thông. Đấy, nếu mà đời cao chỉ mua được những chiếc xe phổ thông này, đa số là xe sedan. Về kiểu dáng thì chắc chắn là không đẹp bằng hai chiếc xe này rồi. Và thứ hai là về option và tiện nghi thì cũng chưa có một cái loại xe nào có thể qua được hai cái chiếc xe này trong cái tầm giá hiện tại các bác nhá. Chiếc này là 458 triệu đồng, còn chiếc bên kia là 435 triệu đồng. Ở hai cái mức giá này thì hoàn toàn không có một sản phẩm nào có thể cạnh tranh về kiểu dáng và tiện nghi đối với lại hai cái chiếc xe này. Hai con này thì cũng được trang bị cái động cơ của Nhật. Cái chiếc xe này là động cơ 2.0 của Mitsubishi. Đây, Zoti Z8 với sở hữu một cái gọi là cái kiểu dáng giống như một cái chiếc xe sang. Các bác đã thấy trong hình ảnh này, xe cực kỳ là vô cùng về hiện đại. Đấy, xe của nhà em mang ngoại thất màu đỏ. Nó hiện đại ở những cái gì thì sau đây em sẽ chỉ ra cho các bác thấy này. Thứ nhất, với cái tầm giá tiền này, cái xe này nó đã được sở hữu một cái bộ đèn full LED. Đây, đây là bộ đèn full LED. Em cứ đứng đấy nhé, để nhìn tổng quát cho nó dễ. Và thứ hai, cái con xe này thì nó sẽ được, cái con xe này thì nó sẽ có một cái dàn cảm biến xung quanh xe. Đấy, cảm biến va chạm xung quanh xe. Đây, ở các cái vị trí này, nói chung là rất là nhiều. Con này thì đèn gầm của nó thì nó sẽ nằm ở cái vị trí dưới cùng. Còn ở đây hình như là cái đèn này là đèn sinh nhan tích hợp báo rẽ đây các bác này.
đèn xi nhan lại chuyển xuống vị trí dưới này chứ không phải là nằm ở trong đèn pha. Đèn pha của con này thì nó là đèn pha full LED này, nó cũng có cái đèn định vị ban ngày tích hợp ở bên trong pha. Khi mà khởi động đèn lên thì phải khẳng định luôn cái bộ đèn này nó rất là đẹp. Đấy. Trên 400 triệu đồng thì khẳng định luôn là không có một chiếc xe nào, tức là cái tầm giá cũ giống như cái chiếc xe này các bác nhá, mà đời cao, phải đời cao, nó lại sở hữu một cái bộ đèn đẹp như thế này. Đấy. Cái con này thì là la răng R19, một cái bộ mâm la răng rất là lớn R19 này, và to bản này, đây là 5 chấu kép này, đây là 5 chấu kép nhìn rất là khỏe khoắn. Dáng dấp của chiếc xe này thì nhìn cứ như xe sang. Thứ nhất này, những cái chiếc xe phổ thông hay là những cái chiếc xe nói chung là loanh quanh 1 tỷ quay đầu đi, thì ngoài Zoti Z8 là hiếm cái mẫu xe nào lại sở hữu một cái bộ đây này, 4 cửa là cửa hít luôn này, nếu các bác đóng hờ hay là quên đóng vào này thì xe nó sẽ tự động kéo vào này. Cái công nghệ này thì nó đi theo xe. Cái chiếc xe này là 2018, đến tại thời điểm này là nó cũng bước sang tuổi thứ tư, nhưng mà mọi công nghệ của cái chiếc xe này nó hoàn toàn nó được bảo toàn, tức là nó chưa lỗi, chưa xảy ra lỗi hay là chưa hỏng hóc bất cứ một cái công nghệ nào, một cái option nào. Điều đó chứng tỏ là cái chiếc xe Trung Quốc nó hoàn toàn cũng không như mọi người nghĩ, tức là cái độ xuống cấp này hay là cái độ bền của nó không kém như các bác vẫn gọi là hay nghĩ hay suy nghĩ ở trong đầu đâu. Đây, bệ bước này là bệ bước điện này, khi nào mà mở cửa ra này thì nó xòe ra đây các bác này, nó xòe ra nhá. Khi nào mà cửa nó hít vào, nó kéo vào thì cái bệ bước nó sẽ tự động, đây, tự động cụp lên. Nếu mà nó không bền, nó kém bền thì đến tại thời điểm này thì những cái công nghệ, những cái option này nó đã xảy ra hiện tượng lỗi vặt này hoặc là nó bị hư hỏng các bác nhá. Cái con xe của nhà em thì cái chiếc xe này nó trên 6 vạn km rồi, đây dàn lốp thứ hai của nó. Phải khẳng định luôn với các bác, cái rãnh của nó còn rất là sâu, lốp còn rất là dày. 4 quả lốp này thì về các bác hoàn toàn sẵn sử dụng và không phải trang bị thêm. Chiếc xe này thì đã được dán phim cách nhiệt. Chiếc xe này thì đã được dán phim cách nhiệt rồi các bác nhé. Phim cách nhiệt của cái chiếc xe này ở ngoài nhìn vào thì rất là tối đấy, nhưng mà trong nhìn ra rất là sáng. Về các bác sẵn sử dụng thôi. Ở phía đằng sau thì nó cũng có đây này, nó cũng có cảm biến va chạm phía sau, nói chung vòng quanh xe nó đều có cảm biến hết. Cốp thì là cốp điện, nó có đá cốp, nhưng mà muốn thực hiện được cái thao tác đá cốp thì phải cầm, tức là cầm chìa khóa ra đằng sau và đá vào vị trí này. Nhưng hiện tại là em đang không cầm chìa khóa, thế nên là em sẽ dùng cái nút bấm ở trên cửa. Đây các bác này. Đấy. Cái diện tích không gian sử dụng của cái cốp này rất là rộng. Đấy, trên 400 triệu đồng nhá. Mà một cái xe kiểu dáng nó rất là đẹp này, gầm cao này, động cơ Nhật này, và nó lại trang bị rất là nhiều tiện nghi và option các bạn. Ở đây chỉ là một số cái công nghệ mà nó được, tức là ở bên ngoài ngoại thất này hay là những cái mà nó được trang bị phía bên ngoài mà chúng ta có thể thấy và cảm nhận được. Ví dụ chẳng hạn như đây, các bác thấy ở dưới gương của cái chiếc xe này nó có camera 360. Đây, nó có camera vòng quanh xe. Đây là camera 360 theo xe các bác nhé. Đây, đây là đi về ngoại thất. Tiếp tục thì chúng ta lại sang ngoại thất của cái chiếc xe này. Sau đó thì em sẽ đi vào các cái chi tiết nội thất và các cái option. Hay là bây giờ, thôi bây giờ đi vào cái này luôn. Về bên trong phần nội thất của xe, bây giờ xem nào, Long sẽ quay từ bên này nhé. Này sang bên kia. Đây, chiếc xe Zoti Z8 sản xuất năm 2018. Như các bác thấy ở trong clip này, phải khẳng định luôn cái chiếc xe này nó còn rất là mới này. Cái trang thiết bị và tiện nghi của con xe này rất là hiện đại. Thứ nhất là ở hàng ghế trước của nó là đều được chỉnh điện hoàn toàn. Đấy, rất là tuyệt vời. Một cái chiếc xe mà bước sang năm thứ tư, lăn bánh được trên 6 vạn km. Nhưng mà phải nói với các bác là cái chất liệu da này nó cũng hoàn toàn, đây này, nó cũng không phải là tệ đâu, nó rất là bền, rất là tốt. Bởi vì trên 6 vạn km và 4 năm tuổi, như các bác thấy là ở trên bề mặt ghế này, lòng ghế này, từ ghế bên lái cho đến ghế bên phụ này, nó hoàn toàn nó chưa để lại một cái chi tiết nào đấy nó bị hao mòn hay bị nhăn, bị nhầu hay là bị bong chóc hay là bị xấu ở trên bề mặt. Từ mép ghế này, mút mép ghế rất là căng nhá. Đây này các bác nhìn từ bên đấy sang, không biết có rõ hay không, nhưng mà mút mép ghế của cái chiếc ghế tài này, thường thường trên những mẫu xe mà sử dụng sau một vài năm và đi một vài vạn km, nó hay bị bẹp, hay bị xẹp ở cái vị trí này. Đấy, ở cái lòng ghế này thì nó sẽ tạo độ nhăn. Nhưng mà phải nói là công nhận cái ghế của Zoti Z8 rất là đẹp. Đây, chiếc xe này thì đã được dọn nội thất rồi nên trên bề mặt da của nó nhìn rất là sáng. Đây là da zin 100%. Điều này cho thấy là tất cả những chi tiết mà để hoàn thiện lên cái nội thất của cái chiếc xe này, nó không phải là tệ, nói chung là nó chưa bị xuống cấp hay nó chưa lão hóa đi một tí nào cả.
Đấy. Ghế của xe này thì ngồi cũng rất là êm người, à ôm người. Đây, à, cái tư thế lái này, tư thế lái xe ngồi rất là cao ráo, rất là thoáng. Con xe này thì sử dụng đây, em ngồi vào đằng sau thì em quay lên đằng trước được. Đây các bác này, đấy. À, từ cái góc nhìn từ hàng ghế thứ hai nhìn lên hàng ghế thứ nhất thì cái chiếc xe này nó mang lại một cái gì đấy rất là hiện đại, rất là đẹp. Đây như các bác thấy này, cái độ hoàn thiện về cái nội thất xe của nó rất là cao. À, đã có rất là nhiều clip thì nói chung là cái chiếc xe này nó về từ năm 2018 đến tại thời điểm này thì cũng có rất là nhiều clip nói về cái chiếc xe này và cũng review chiếc xe này. Nó cũng không phải là lởm hay là cũng không phải là tàu giống như mọi người, nếu mà ai mà chưa tiếp cận đến nó thì nghĩ nó thế nọ thế kia, nhưng mà khi mà tiếp xúc với nó thì cũng thấy nói chung là chấp nhận được. Đấy, vô lăng khâu da. Về cái kiểu thiết kế vô lăng của nó rất là hiện đại. Đây, vô lăng ba chấu đây các bác này, có ở đây là có tích hợp vô lăng. À, cruise control của cái con xe này thì nó nằm ở tại cái vị trí này. Còn ở cái trên vô lăng này thì các bác thấy này, đây là lẫy số thể thao. Đấy, lẫy số thể thao cộng và trừ này. Đấy. À, đèn đóm, đèn auto, gạt mưa auto. Phải nói là ở trên cái con xe này nó hỗ trợ rất là nhiều các cái trang thiết bị gọi là tự động và auto. Học để đồ thì rất là nhiều. Đây này các bác này. Đấy. Tại vị trí trung tâm thì nó có một cái màn hình. Đây, cái màn hình rất là lớn này. Cái xe này được hỗ trợ camera 360 theo xe. Đấy, sau khi mà khởi động xe thì sẽ xem được cái camera 360. Camera 360 của chiếc xe này thì không được nét lắm nhưng mà cũng đủ dùng. Đấy, cái màn hình trung tâm của nó này thì tất cả những cái chức năng đây này, ở dưới này thì có một cái loạt phím cứng này. Ở dưới này nữa này cũng là phím cứng này. Còn cũng có thể thao tác được ở trên màn hình này, tức là người lái có thể thao tác ở trên màn hình này để điều khiển các cái chức năng ở trên xe. Một số chức năng của xe là có thể thao tác qua cái màn hình này các bác nhé. À, chìa khóa thì chắc chắn nó phải là chìa khóa thông minh và nút ấn khởi động rồi. Cái đấy thì rất là đơn giản. À, phanh điện tử và auto hold tự động giữ phanh. Đấy. À, con này thì có sạc không dây. Sạc không dây nằm ở trong vị trí này. Đây nhá, sạc không dây nằm ở trong vị trí này. Cũng khá là tuyệt vời. Nếu mà bảo nó kém bền thì hoàn toàn nó không kém bền đâu. Đây như các bác thấy này, tất cả những cái chi tiết nội thất của nó rất là mới. Nó không có một cái dấu hiệu gì hay là một cái chi tiết nào mà làm cho chúng ta mang lại một cái cảm giác gọi là nó kém bền và nó lão hóa. Đấy, cửa sổ trời của nó rất là rộng này. À, hơn 400 triệu đồng thì bây giờ các bác có thể sở hữu được những cái mẫu xe nào. Khẳng định là không có mẫu xe nào mà lại có nhiều tiện nghi và đẹp giống như chiếc xe này. Cửa sổ trời của cái chiếc xe này rất là rộng này, kéo dài từ hàng ghế trước xuống hàng ghế sau. Đấy. À, hệ thống an toàn của cái chiếc xe này được trang bị là 6 túi khí các bác nhé. Có 6 điểm nổ thì là 6 túi khí. Đâu để em đếm lại xem có phải 6 hay là 8. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. À, 8 túi tất cả. 8 túi khí rất là nhiều, nói chung là rất là an toàn. Đấy. À, để máy lên này. Để máy lên thì cái này là cái núm sang số điện tử này. Đây, sử dụng cái này thì rất là dễ dàng, chỉ cần cầm cái núm này xoay và xoay thôi. Khi nào mà tắt máy thì cái này nó sẽ lại tụt xuống này các bác này. Ở phía trước mặt người lái thì nó có một cái màn hình LCD rất là đẹp, có thể thay đổi giao diện này theo các cái kiểu giao diện khác nhau. Đấy, ở cái màn hình này nó sẽ hiển thị những cái thông tin cần thiết cho người lái xung quanh cái chiếc xe này. Ví dụ chẳng hạn như là nó báo cảm biến áp suất lốp này, báo xăng này, báo tốc độ này, hiển thị tốc độ này, vân vân và mây mây. Nói chung là rất là nhiều. Tất cả những cái này gọi là một cái màn hình LCD mà hiển thị đầy đủ thông tin. Đấy. Thật ra, sau đây thì em sẽ quay vào cái khoang động cơ. Xe nhà em bán ra thì cam kết cho bác luôn là không đâm đụng, không ngập nước. Động cơ hộp số là nguyên bản nhà sản xuất. Đây này, em quay lại một lần một lượt các cái chi tiết nội thất của xe từ đồ nhựa cho đến ghế da để cho mọi người xem, để cảm nhận được cái sự xuống cấp của xe. Nó không xuống cấp một tí nào. Đây, thân vỏ của dòng Zoti Z8 này rất là dày dặn, cực kỳ dày luôn. Đây này, con này là hai vùng điều hòa gọi là độc lập, tức là ở phía đằng sau này cũng có, đây này cũng có điều hòa riêng biệt này, cũng chỉnh, cũng có cái cụm phím để chỉnh cho cái vùng điều hòa phía sau. Đây, da ghế mới tinh. Bản này là bản 5 chỗ. Đây là cái động cơ 2.0 turbo.
cái động cơ này ở trên cái mặt nhựa, tức là cái nắp nhựa của máy này thì nó ghi cái chữ là Zoti. Thế nhưng mà sau khi mà cậy cái này lên, đây, đây, cái khối động cơ đây các bác này, đây là động cơ của Mitsubishi này, Mitsubishi Turbo này, động cơ này động cơ 2.0 của Mitsubishi Turbo. Cái động cơ và hộp số thì bên em cam kết khẳng định luôn là động cơ hộp số là nguyên bản 100% như các bác đã thấy này. Ở trong cái khoang động cơ này thì nó đã được dọn vệ sinh rồi. Đây, nó rất là sạch sẽ này. Ốc của nó không có bất cứ một cái con nào có dấu hiệu vặn mở. Đấy. Phải nói khẳng định luôn là chiếc này rất là chất này. Xe rất là mới. Nhìn cái da máy của nó rất là sáng. Nó hoàn toàn không khác bất cứ một cái chi tiết nào so với những cái chiếc xe mà vừa mới từ hãng đi ra. Mới và đẹp. Đây, cái khoang động cơ làm rất là chỉnh chu. Đây, khoang động cơ làm rất là chỉnh chu, nhìn rất là bắt mắt này. Nó rất là tỉ mỉ này, nó che đậy toàn bộ tất cả những cái chi tiết máy, chi tiết ở trong cái khoang máy này. Đây, các bác nhìn thấy không? Cái độ thẩm mỹ của nó rất là cao. Đấy. Chiếc xe này thì nhà em đang chào bán là 458 triệu đồng, xe 2018 và đi 6 vạn km các bác nhé. Xe rất là mới, rất là đẹp. Đấy. Con này là màu đỏ. Tiếp tục thì em sẽ mời các bác cùng em đi sang cái chiếc xe. Đây là con xe Bicy Q7. Đấy. Chiếc này là chiếc xe bản tiêu chuẩn. Cái dòng xe Bicy Q7 này thì nó sẽ có một cái phiên bản tiêu chuẩn, đấy là cái chiếc xe như thế này, và một cái phiên bản gọi là phiên bản full, bản đủ. Bản đủ với bản tiêu chuẩn nó khác nhau ở những cái chức năng gì? Thứ nhất là ở trên cái phiên bản đủ thì nó sẽ thêm được một cái chức năng nữa là cảnh báo trạch làn đường và cốp điện với lại camera 360. Đấy. Cái cảnh báo trạch làn đường hay là đúng rồi, nó là cảnh báo trạch làn đường, nhưng cái kia nó báo nó bíp bíp bíp, nó kêu bíp 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 mỗi khi chúng ta chuyển làn mà không xi nhan. Còn cái cốp điện thì cũng có thể update thêm ở cái bản này, tức là bản này có thể lắp lên được này, camera 360 cũng có thể lắp lên được. Hai cái đấy thì rất là đơn giản thôi, tại vì bản đủ mới là bản tiêu chuẩn của cái dòng xe này thì cũng không có nhiều thay đổi. Cái điều quan trọng là cả hai cái bản này, trên cái mẫu xe Bicy Q7 này thì nó đều được trang bị cái cửa sổ trời. Cái đấy cũng rất là hay và rất là tuyệt vời. Đây, đèn đóm thì nó cũng không khác gì nhau, đèn thì giống hệt nhau luôn. Và cũng có tự động rửa đèn pha. Cái chiếc xe này của nhà em thì sản xuất năm 2019, nhưng mà nó đăng ký lần đầu tháng 1 năm 2020. Đi được trên 6 vạn km rồi. Con này thì gốc của nó là màu trắng và biển thành phố, như các bác thấy trong hình ảnh này. Cái chiếc xe này thì bây giờ nó đã được sơn đổi màu, tức là nó đổi một toàn bộ màu ngoại thất sang một cái màu rất là đẹp. Đây, cực kỳ là đẹp luôn. Xe bên em bán ra thì cam kết cho các bác là không đâm va này, không ngập nước này, động cơ hộp số là nguyên bản của nhà sản xuất. Con này thì cũng là dàn lốp thứ hai, dàn lốp thứ hai này cũng mới sử dụng nên cái rãnh của nó còn rất là sâu. Về thì các bác hoàn toàn không phải mất tiền thay lốp. Con này về các bác sẵn sử dụng các bác nhé. Cái giá chào bán bây giờ chỉ là 435 triệu đồng mà thôi. Nó rất là hợp lý. Một cái giá cực kỳ là hợp lý cho một cái chiếc xe đời cao mà hoàn toàn không có bất cứ một cái lỗi nào xảy ra cả. Về cái kiểu dáng của xe Bicy Q7 này, như các bác thấy trong hình ảnh này, nó cũng rất là đẹp. Các bác thấy không? Trên 400 triệu đồng thì các bác tìm đến một trong hai cái sản phẩm này thì các bác sẽ nhận về được một cái chiếc xe đầy đủ tiện nghi, một chiếc xe gầm cao và một kiểu dáng đẹp. Hãy thử một lần bỏ qua cái định kiến về, gọi là định kiến về cái xe Trung Quốc. Các bác thử trải nghiệm xem là có chê được ở cái vấn đề gì không. Cái con xe này thì là động cơ 1.5, con này thì cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu này. Cái khối động cơ này thì nó rất là giống cái động cơ mà lắp trên cái dòng xe Mitsubishi Xpander. Tại vì em mang hai cái chiếc xe đấy, nhà em có một Xpander nữa. Em đã kiểm tra thì thấy hai cái động cơ này nó giống nhau y xịt. Đấy, cực kỳ giống các bạn. Về thân vỏ của cái dòng xe Trung Quốc này thì phải khẳng định luôn là nó rất là dày dặn. Đấy cũng là một cái ưu điểm của cái dòng xe này. Một cái ưu điểm nữa là về cái, đây này các bác thấy này, cái kiểu dáng của nó rất là đẹp đúng không? Con này thì được trang bị là một cái, đây là vành 18 thôi. Còn bạn bên này thì là vành 19. Con này là R18 các bác nhé. Đây là một bộ mâm phay. Bộ mâm phay này là theo xe. Em đi ra phía đầu xe này. Đèn chiếu sáng của cái dòng xe Q7 này cũng rất là sáng. Khẳng định luôn các bác là rất là sáng. Ở trong đèn pha đây nó cũng được tích hợp một cái giải LED này. Cái này cũng là vừa là cái giải LED này là LED 2 màu. Nó vừa là cái đèn định vị ban ngày. Khi nào mà các bác bật tín hiệu xi nhan thì nó cũng chuyển sang màu vàng làm cái tín hiệu xi nhan luôn. Tại đèn pha thì nó cũng có một cái, đây là cái gì nhỉ? Cái tự động rửa đèn pha. Cái này thì khi nào mà cái pha này nó bẩn này thì nó sẽ đưa ra ngoài và nó phịt nước vào đây.
Đấy, nó dùng sức gió và nước để làm sạch cho cái vỏ nhựa đèn pha này. Cái chiếc xe này thực ra là nó là một cái chiếc xe đời cao, đời nó cũng rất là cao, đời 2020. Thế nên là tất cả những chi tiết về ngoại thất hay là nội thất hay trong khoang động cơ của nó còn rất là mới. Hoàn toàn khẳng định luôn là nó không có bất cứ một cái chi tiết nào nó bị xuống cấp hay là lão hóa cả. Rất là đẹp. Đẹp các bạn. Xe này cũng chỉ là xe 5 chỗ thôi. Về diện tích và không gian sử dụng của cái chiếc xe này thì nó cũng rất là rộng rãi. Trên 400 triệu đồng. Trên 400 triệu đồng thì phải nói đây là một trong những cái sản phẩm mà nếu mà bỏ qua về cái rào cản thương hiệu, bỏ qua cái định kiến về xe Trung Quốc thì các bác cứ thử trải nghiệm một lần. Đấy, khẳng định là sẽ không bao giờ hối hận. Xe Trung Quốc thì bây giờ nó tốt hơn ngày xưa rất là nhiều. Đây, sau đây thì em sẽ đi vào các chi tiết nội thất của chiếc xe này. Con này thì không được hiện đại như con xe Zoti Z8. Đây. Thế nhưng mà đây, các bác sẽ thấy này. Đây là anh mở cho. Rồi. Đây, đây là cái nội thất của cái dòng xe Q7 này. Dòng xe Q7 này nó thiết kế kiểu dáng nội thất của nó cũng rất là hay. Đây, nếu mà trên những cái mẫu xe, tức là các bác phải cảm nhận được, nếu mà trên những cái mẫu xe không bền, gọi là kém bền, thì tất cả những chi tiết nội thất của nó, tất cả những cái mà chi tiết mà con người hay sử dụng thì kiểu gì nó cũng để lại những cái độ hao mòn hay là xuống cấp. Ví dụ chẳng hạn như là cái bề mặt da ghế này. Đấy, cái mút mép ghế này. Phải nói luôn là con Z8, con Q7 này, đây như các bác thấy này, cái hệ thống da ghế của hai chiếc xe này còn rất là mới. Mút của nó còn không bị bẹp một tí nào, chưa bị bẹp một tí nào cơ. Đấy cũng là một cái ưu điểm chứ không phải là không. Con này thì ở tại cái vị trí bên ghế lái là cũng có được chỉnh điện rồi các bác nhé. Đây, chỉnh điện đây. Chỉnh điện hoàn toàn. Ở bên ghế phụ của chiếc xe này hình như là chỉnh cơ. Đấy, là chỉnh cơ. Về option thì chiếc xe này nó không thể nhiều như xe Zoti Z8 được. Nhưng mà những cái mà các bác cần thì nó đều có. Đấy, ví dụ chẳng hạn như là cửa sổ trời toàn cảnh này các bác ơi. Này. Xe gì thì xe. Cứ có cửa sổ trời. Cứ có cửa sổ trời toàn cảnh như này là sướng này. Em rất là thích những cái mẫu xe mà có cái cửa sổ trời rộng như này. Đấy. Khi cái rèm trượt ra này nó trượt rất là êm. Ở tại cái vị trí trung tâm thì cũng giống như chiếc xe Zoti Z8. Nó cũng được trang bị một cái màn hình giống như một chiếc iPad đặt ở tại vị trí này. Ở đây là phím cứng này. Ở đây là phím cứng này. Người dùng cũng có thể gọi là điều khiển và tương tác với cái chiếc xe thông qua cái màn hình cảm ứng này. Đấy, một số chức năng thì cũng được chỉnh ở đây, ví dụ như là điều hòa. Đấy, đây này, nhiệt độ này. Có thể chỉnh nhiệt độ này đấy, thông qua cái màn hình cảm ứng này. Ở phía trước mặt người lái thì cũng giống như xe Zoti Z8, nó cũng là một cái màn hình LCD. Đấy, nó cũng là một cái màn hình LCD rất là đẹp này. Thể hiện tất cả những cái thông tin của cái xe này rất là rõ nét này. Từ số km này cho đến xăng này, nhiệt độ nước này, hay là báo tất cả những cái gì mà loanh quanh xung quanh cái xe này, nó đều có thể hiển thị thông tin lên cái màn hình LCD này các bác nhá. Hai chiếc xe này thì em thấy cái dòng xe Bicycle Q7 này nó có một cái bộ loa, phải nói là bộ loa rất là hay. Đấy là cái loa nguyên bản zin đi theo xe, rất là tuyệt. Con này thì có cruise control. Nó khác mấy lại con kia nó nằm là một cái cần nhỏ nhỏ nằm ở dưới cái chỗ cần công tắc sinh nhan. Thì cái chiếc xe này nó lại tích hợp luôn ở trên vô lăng. Vô lăng của em này cũng là vô lăng khâu da nhưng mà vô lăng hai chấu. Đây các bác này. Ở bên này là chỉnh các cái chức năng media ở trên đồng hồ, à trên màn hình. Tức là đây này, to nhỏ này hay là neck bài này. Còn ở bên này là cruise control. Con này thì có hỗ trợ, đây cái này là chế độ sport và đi đường tuyết này. Một chiếc xe nội địa của Trung Quốc thì không bao giờ thiếu cái chế độ, cái chức năng này. Đấy. Ở dưới này cũng có một cái cụm phím để chỉnh các cái chức năng ở trên màn hình. Phanh cũng là phanh điện tử và auto hold. Chiếc này thì chưa có camera 360. Hoàn toàn chưa có camera 360 các bác nhé. Điều hòa auto, đèn auto, gạt mưa auto. Rất là nhiều các cái chức năng auto được hiện hữu ở trên chiếc xe này. Con xe này thì để em xem nó có bao nhiêu túi khí. Hệ thống an toàn của cái chiếc xe này, con xe này nó được trang bị là 4 túi khí. 4 túi khí trên cái phiên bản này các bác nhé. Trên phiên bản này có 4 túi khí. Không sử dụng cần số điện tử như cái xe Zoti Z8. Chiếc xe này sử dụng cần số này. Đây, cần số dạng kiểu cần số kéo tay giống như này. Đấy. Để em tắt ra. Em xuống cái vị trí hàng ghế thứ hai cho các bác xem. Đây. Tại cái vị trí hàng ghế thứ hai của xe rất là rộng rãi này. Con xe này riêng về không gian và diện tích sử dụng này, kể cả là xe Z8 này, xe Q7 như các bác thấy này, này nó rất là rộng.
Cái này mà đi gia đình thì rất là tuyệt vời các bác nhé. Đấy, hoàn toàn không lo chật. Cốp của xe này thì là cốp cơ. Chiếc này này là cốp cơ các bác nhé. Đây, đây là cái cốp xe này. Cốp xe bên trong có thể để rất là nhiều vali và hành lý. Đấy, như các bác thấy ở trong hình ảnh này, nó đủ cho một gia đình, tức là 5 người, mỗi người một vali cá nhân, tha hồ và thoải mái chất lên đây để đi công tác, đi picnic này, hay là đi chơi. Sau đây thì em sẽ quay cho các bác xem về cái khoang động cơ. Đây này, em sang ghế bên này, em quay vào đây một tí này. Đây, các bác thấy này, cái da ghế của cái bọn xe Trung Quốc này phải nói là nó cũng rất là xịn đây này. Nó hoàn toàn, đây là cái ghế tài, ghế lái này, nó hoàn toàn không có bất cứ một cái dấu hiệu nào của sự xuống cấp này. Thứ nhất là mút mép ghế này rất là phồng, rất là phồng, rất là căng. Bề mặt da của nó vẫn còn một cái lớp phấn mờ màu trắng, nó hoàn toàn nó chưa bị bóng này. Đây, trên bề mặt da còn rất là mới và rất là đẹp các bác nhé. Em sẽ quay khoang động cơ cho các bác xem. Đây, đây là khoang động cơ của chiếc xe này. Hai con xe này thì đều được sử dụng động cơ của Mitsubishi. Đây, đây là động cơ 1.5. Các bác nào mà đang dùng xe Xpander nhé, các bác lật cái động cơ, khoang động cơ các bác lên, các bác nhìn cái động cơ của chiếc xe này nó có giống với Xpander không? Rất là giống. Đây này, Mitsubishi Mirage này. Đây, in luôn trên máy này. Cái xe của nhà em thì nó hoàn toàn nó là chất một cái chiếc xe lướt. Đây, tất cả những cái con ốc này nó nguyên bản 100%. Động cơ và hộp số này, ở trên thân máy của nó rất là khô ráo, nó không có hiện tượng bị hốc hơi hay là ẩm dầu. Xe đời cao và đi ít thì chắc chắn là nó không bao giờ nó có những cái hiện tượng đấy xảy ra. Cái chiếc xe này mặc dù là một cái chiếc xe đổi màu sơn, thế nhưng mà như các bác thấy ở trong hình ảnh này, cái ốc chân máy nó hoàn toàn, đây này, nó nguyên bản và zin 100%, chưa có dấu hiệu ăn mở. Điều này cho thấy và chứng tỏ là cái động cơ này nó chưa từng được gọi là cẩu kéo ra khỏi cái khoang động cơ này bao giờ, nguyên bản hết. Người ta chỉ gọi là sơn đổi màu ngoại thất ở những cái chi tiết mà các bác nhìn có thể nhìn thấy thôi. Ở tại những cái vị trí gọi là sắt xi, những vị trí sâu dưới này, bởi vì người ta không cẩu động cơ này ra, thế nên họ vẫn để nguyên là màu sơn màu trắng. Đấy. Thế này thì nó không ảnh hưởng gì đến vận hành của cái chiếc xe cả, nên các bác hoàn toàn yên tâm. Con xe này thì nhà em đang chào bán cho các bác chỉ có 435 triệu đồng thôi. Cũng rất là hợp lý cho một cái mẫu xe gầm cao. Thay vì các bác bỏ khoảng trên 400 triệu đồng ra để mua một cái mẫu xe phổ thông. Đấy, những cái chiếc xe mà đã đi vào tiềm thức. Ví dụ chẳng hạn như là Toyota Vios này. Còn nếu mà mua mới thì trên 400 triệu đồng các bác chỉ mua được những chiếc xe phân khúc hạng A. Đấy. Còn xe sedan thì các bác sẽ mua được những chiếc xe phân khúc hạng B. Còn nếu mà các bác mua xe Trung Quốc thì các bác sẽ mua được những chiếc xe như thế này. Nó không những đẹp về kiểu dáng và nó lại có một cái option rất là miên man. Đấy. Bỏ qua cái định kiến về xe Trung Quốc, vượt qua những cái rào cản về thương hiệu. Đấy, các bác cứ thử một lần trải nghiệm xe Trung Quốc xem có hối hận hay không. Vừa rồi thì em đã chia sẻ và tư vấn cho các bác một chút về hai chiếc xe Trung Quốc của nhà em. Con xe này thì nhà em đang chào bán là 435 triệu đồng. Còn chiếc xe bên kia là 2018. Chiếc xe đỏ này này các bác này. Con Zoti Z8 này thì là 458 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm đến một trong hai cái sản phẩm này thì xin liên hệ cho em Nam theo số điện thoại là 0961266668. Salon Tô Tùng Bách có địa chỉ tại tổ 2, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Sau đây thì em xin kết thúc clip này tại đây và hẹn gặp lại mọi người trong các clip lần sau. Xin chào tạm biệt các bác.